vị, từ những mảng vải vụn tưởng chừng bỏ đi, sinh viên trường đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh đã thổi hồn và cho ra những tác phẩm tranh ghép vải vụn sáng tạo mang thông điệp bảo vệ môi trường. Việc sử dụng vải vụn để làm tranh không chỉ tái chế sử dụng lượng vải thừa bị bỏ đi mà còn nâng cao ý thức của giới trẻ trong việc tái chế những vật dụng gây hại cho môi trường. Từ những mảnh vải vụn, sinh viên khoa mỹ thuật công nghiệp đã tạo nên những bức tranh vải về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Triển lãm ngoại hình tranh ghép vải, sinh viên sẽ sử dụng bằng nhiều loại vải vụn được kiếm từ nhiều nơi để ghép thành một bức tranh có chủ đề. Để làm ra một bức tranh, sinh viên đã trải qua 1 đến 2 tuần thu gom nguyên liệu và tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh mang ý nghĩa riêng, nhưng cùng một thông điệp bảo vệ môi trường. Hơn 200 tác phẩm đang được trưng bày của các bạn sinh viên, hoàn toàn không dán mà sử dụng các kỹ thuật chính, làm mây nối các mảng màu bằng đường kim mũi chỉ. Do không sử dụng dao kéo, nên chất lượng và độ bền của các tác phẩm rất là cao. Khi học môn này thì chúng em phải học online, thành ra là đây là những cái môn kỹ thuật nên là việc mà giáo viên không có kèm cạnh bên cạnh thì nó rất là khó thực hiện. Với thứ hai là rất là khó để kiếm được nguyên liệu, bởi vì là lúc đó là dịch xảy ra nên hạn chế đi lại, các cái cửa hiệu may cũng không có mở cửa nên em không có xin vải vụn được. Thành ra em phải đi xin người quen, những người xung quanh nhà để lấy vải. Cũng trong khuôn khổ triển lãm, tọa đàm chuyên đề tranh khắc gỗ, đam mê nghệ thuật truyền thống. Cũng được chia sẻ và truyền cảm hứng nghệ thuật đến các bạn sinh viên. Tranh khắc gỗ được cho là giá trị văn hóa Việt Nam từ ngàn xưa để lại. Qua các tác phẩm, các bạn tiếp nối các giá trị nghệ thuật truyền thông văn hóa và các thiết kế hiện đại phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Và ngành thời trang được biết là một cái ngành mà có ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, cho nên thông qua cái việc lượm nhặt các cái mảnh vải vụn để mà làm nên những cái tác phẩm, ngành thời trang mong muốn là các bạn có ý thức gìn giữ cũng như là tái chế những cái thứ đã được sử dụng. Thì thật sự là mỗi một bạn sinh viên sẽ truyền tải một thông điệp khác nhau, nhưng tượng trưng lại thì các bạn thấy rằng là làm sao các bạn hiểu được không gian, khái niệm, giá trị của những mảnh ghép, của những mảng màu để làm nên một thông điệp nào đó, để các bạn có những cái bước đi tiếp theo trong những cái bộ sưu tập, những cái đồ án lớn. Tranh ghép vải có những đặc điểm nghệ thuật riêng biệt, độc đáo so với những dòng tranh khác, đó là chất liệu và kỹ thuật thể hiện. Chất liệu vải có những đặc tính riêng như mềm mại, có ganh, màu sắc phong phú, đa dạng về chủng loại. Qua các bức tranh, sinh viên không chỉ để nói về tình yêu và vẻ đẹp, mà còn mang thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ biết tái chế và sử dụng những vật dụng gây hại cho môi trường.